Em xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe. Cả nhà ơi, mà hôm nay á, mấy dưỡng cháu á, cũng có mua được hai tay lưới nè. Tay này á, là lỗ 9 phân dạo 2 mét, dài 100 mét. Ở đây lỗ 7 phân dạo 1m2 mà cũng dài 100 mét luôn. Bây giờ mấy dưỡng cháu hôm nay sẽ đi xuống dưới chờ cứu để mà đi giăng lưới cả nhà ơi. Giờ em mời cả nhà đi giăng lưới cùng mấy dưỡng cháu em nha. Em mời cả nhà đi theo. Giăng lưới rồi đặt lờ luôn ơi chú Út ơi. Kia bông cứ đổ quá trời cây ngốt. Thôi vậy hai bạn mới đeo lên làm chim bay. Mình là hái bông cứ đổ về. Đây để con xả ra nhốt bây giờ nhốt lội qua bên đi vòng cái đường này nè, đi vòng bên đó ha. Có mình nhận rồi, cái hộp có gì bạn vừa ốc phân cùng nhận ngược lại đây, đây đưa anh đầu nhờ cặp cho cái hai mình đi hả. Nhà này mình mở cái chỗ nào ta, mình vừa ốc đi được rồi chứ khoảng qua cũng được sao. Không dữ lắm đổ cũng được ha. Để cho mía mía được. Sâu quá. Đập đầu rồi. Dũng Út đứng đó qua quấn ngược lại Dũng Út. Cuốn ơi, cuốn dây. Cuốn dây từ từ đây Dũng Út. Cuốn qua đó giùm tại góc đó có mấy trụ xi măng á. Góc bên đây, mấy trụ xi măng không? Nhốt đi xích lại đó đó. Cứ lấy đi. Nằm này cá thớt lát còn nhiều lắm. Cá bệnh chưa? Chưa, dạ.
lấy cái đầu lưới á, máng vô trong cái đầu cây tre. Ơi, tụi em văng nãy giờ cũng hơi lâu, bây giờ em thăm lưới. Dính này nhốt. Đó, đó, toàn luôn nhốt thôi. Đang chích vô trong rồi gỡ. Gỡ. Cái văng lưới này nè, bận gáo thun là tiện nhất. Nó không có dính, nó không dính nút. Ôi, trời ơi, trời ơi. Quá hết cá rồi. Trời, cá đã quá trời thôi. Quá trời cá. Đây nè, để kéo xích vô cho anh Thảo, anh bắt cho anh mê chứ, để anh đứng hồi anh lạnh. Đây con cầm cái ấy cho Dương Út. Ừ đó. Trời, con cá quá trời. Quá trời con cá luôn rồi. Tưởng đâu con cá thì tượng không chứ. Cá phi đực hồng nè, quá trời cá phi luôn rồi. Rung tay hả Dương Út? Vô 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 Dương Út mày, vô Dương Út mày, vô quá đã. Cá hết biết con cá không? Hết biết con cá thiệt. Dính xích ở đây là cái đá, nó ở dưới nó dính chỉnh. Cá này có cá nữa đó Dương Út ơi. Cá chẽm, cá chẽm nào đó. Ờ nghe thấy không, lên luôn thấy không. Trời, con cá nó đẹp, nó trắng ẻo. Ừ, cá này ngon ngon không trời. Mê thiệt. Bữa nay đã tay rồi Dương Út. Không mà mình đi đâu rồi có Dương Út là trúng à. Là hên được không? À. Thôi mày đừng có dụ tao. Thiệt chứ dụ gì Út. Đi đi để dở lờ rồi dở lú cũng có Dương Út cũng trúng nữa nè. Mà đi văng lưới cá có Dương Út cũng trúng nữa nè. Hai Dương Út gỡ mỗi tay. Con cá đã sức. Ừ. Trắng phiếu. Trắng phiếu. Ồ, cá một lứa một. Cá này con thả đã bành bành không trời. Đấy. Đấy nữa kìa. Đấy nữa kìa. Ủa nữa kìa. Thôi nữa nữa nữa. Tới hai con luôn. Ngút ơi, hai con luôn. Con sao con hai nữa. Con luôn. Đừng ra lấy. Cá cái kia nữa thấy á. Cái mê quá này. Cá này về muối xả ha. Trời ơi, vừa lúc rung tay chơi kìa. Muối xả phương xương xương thôi. Không cần phương nhiều, phải nhiều. Trời ơi, cơm cá dẻo dẻo để luôn. Yeah. Tới nữa rồi đó. Tới nữa nè Dương Út ơi. Nữa nữa đó Dương Út. Cá này vàng. Không, đừng Dương Út đừng lộn vậy, bắt cá dở quá vậy nè Dương Út, bắt đại đi chứ đừng nói lộn qua lộn lại. Nó ấy lưới. Càng lộn càng dính. Bởi vậy. Bề nào Dương Út gỡ cũng được hết chứ. Đâu cần là phải nghiêng về một bên nào mình mới gỡ được. Dính lìa lìa trên. Có con cá nữa thì gì nè Dương Út ơi. Có không rồi sao sao mới năm con nè. Không. Không. Cây á. Tới này Dương Út ơi. Shoot. Wow. Hai con. Ôi trời ơi, hết hồn. Nó giải hết hồn. Nó ngầm. Nó ngầm. Nó dính lâu rồi, nó đúng vậy đó. Có khi này có khi máy không không? Bữa nay cho Dương Út gỡ cá đã rồi. Trong mình Dương Út gỡ đó. Cá phi bị nó bị hở hầm ếch.
Nè nó hả hả rõ ràng nè. Hả 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 mớt lên. Hả mớt. Có vụ cá mà hả mớt. Huy đã chuẩn bị đi phẫu thuật á. Từ từ thôi, đạp lưới nữa, thấy không? Đạp lưới à. Nó bãi nó trước rồi. Từ từ thôi. Biết lưới nó nằm đó đâu. Mày cũng vẫn đạp hả? Vẫn đạp. Cá này nó thả bao lâu rồi nhỉ? Đó, dính không nào. Cá này nó thả cả năm. Nó y chang như thiệt vậy ha. Thả tụi mày về rồi văng hết trơn. Chết trời. Lắm. Hốt hàng. Cá không ngon không thấy không? Mà đỡ đường ra. Một thứ một thả không à. Này thả út vô thả lượt thì cá này nửa ký à. Thứ một. Rồi vẫn ấm áo nè. Để đi đi văng lưới nè, bạn cáo thun là lại thấy nhất nhà tới này không? Cá này làm như nó có thời dính nữa. Cá này nó bự quá làm như nó có còm cũng như cá sá lá còm. Thấy có 7 dấu không? Ừ. 1 dấu, 2 dấu, 3 dấu nè. Giống đừng có đứng gần lưới quá biết không, đạp cái xịn nó ra rồi cái gác nó vô dính lưới nó hết rồi. Ôi tới cây đúng hay còn nó lộn rồi nó nổi đầu từ con cá bự anh sao còn toàn lưới vậy. Vậy là cuối cùng nè, cái này mình văng nữa không hay là văng bận nữa vậy không? Văng ngang qua đó cái xéo qua xéo lại nè. Quá đẹp. Nó có dấu luôn kìa. Nó nổi chữ rồi kìa. Con nó chữ tàu lên luôn nè. Nè. Đó, đó con nữa đó, con nữa nè. Sao nữa? Còn đang con nữa nè. Khoan từ từ đi. Gấp chứ gấp gì. Nó vô nó dính nè, Gần hết lưới mà cũng được 3 con ha. Bự không nha. Ừ. Khi này dính một con đáng một con. Một bao luôn. Vô. Ôi con bự nữa cả. Ôi. Cá nãy nè, cá cuối cùng nè, tao dính nãy tao tính gỡ mà tao không gỡ. Hào nè. Trời con cá này xuất phấn nè. Đánh cá hồng hả? Cá này nó làm mặt nó tin đi đám ở đâu nè bị dính. Rồi con cá. Nó xuất con cá rồi. Xe lưới luôn. Cái đực á. Mày biết hết trơn. Cái đực cái hồng. Quá lố rồi, cũng phải vô đi trời ơi. Quá. Quá trời ơi. Cái chưa? Bành không nửa túi vậy. Nửa túi vậy. Rồi đi gặp mà. Ủa con nhà ở đây. Cá gì nhốt? Có cá, có cá nè. Cá nó giật quá lố rồi. Cá giật hai lần thì nó giật đi bước. Này nó cũng chơi cà chớn lắm. Nó cá dữ con cá dữ rồi nó cá dữ rồi thì nói thấy giật đó mà không biết phút nào được tay lưới vô con cầm cho. Ok.
con, một con nữa. Cái này nó cửa cá cùng sắp điện vỏ rồi. Lo lắng cho an toàn. Hãy nhận xuống dưới. Cái bộ gì tôi treo nhẹ lên. Thôi con luôn à. Nó cá nữa. Nó lên nữa, lên. Thôi. Cậu giải dữ à. Bự nè. Ông dữ. Ông có ông nhỏ cá đâu tiếng nữa. Trắng phao luôn nè. Cá này cũng đẹp ha. Con nào nói chung cá này con nào cũng đẹp hết trơn. Cũng vừa nó quấn lưới vậy sao xảy nổi lưới này. Dậy dữ ha. Cầm lưới vậy anh Thảo. Giãn cá lau kiếm này không? À, được phá lưới hả? Đâu cá lau kiếm vậy? Mới thấy con cá lau kiếm. Cái đùm gác đen đen tưởng cá lau kiếm. Có con cá lau kiếm. Đó. Tôi không thấy đùm gác con cá lau kiếm như con đó gọi là con chấm đen, con tàu ngầm mệt đi qua đang đi không có thằng phân trong ấy không phân khó lắm mà phân mà làm phân cái loại cá thôi riêng về nó không có nặng nó nổi đuôi nữa rồi đó tới này nữa vậy đấy à nó quậy cũng dữ lắm nó quậy cũng dữ lắm treo lưới cộng lưới kìa. Tầm lắm quá nè. Anh này tính ra cá nhiều lắm á. Đại giác này làm như nắng á. Nó không đâm nhiều thôi chứ. Đó, nó lên nữa nè, đây nữa nè. Đó, nó bự giật ủ. Cái đuôi hồng. Cá hồng hào nè. Đẹp nhiều ta. Đàn ông nhiều hơn đàn bà. Cái đực là cái vậy đó. Đàn ông nhiều hơn đàn bà. Hồng đẹp lắm. Đẹp trai. Đẹp trai giống nữa. Tao khỏi nó cũng đẹp rồi à. Thật thật coi. Thấy thiệt chứ. Đại đi về cái mình gỡ gác sao. Gác này chưa đi về hết. Từ cây này ra nó hỏi. Có cái này nữa. Vô cái gì? Rồi, cái gác. Nó chạy dưỡng dưỡng tận đâu con cá chứ. Có cá sợi tím ngoài kia kìa, thấy có tim rồi đó. Không biết phải con cá được rồi.
nó chưa thấy chưa nấu nè, tay câu nhìn thấy cá biết liền ha, dòm thấy tim lên rõ ràng. Mà còn điều không vui nên bên cân điều gắn cân còn một rồi biết số ký, cân có một biết số ký rồi, con 750 chục con 7 kg điều quá trời, nói gì trang như thiệt vậy ha. Đó con 700 gram thì chục con 7 kg, 20 con cái như sáng ra 20 con không? Con đó 700 gram thiệt đó, nó giỡn đâu. Chứ sáng giờ cũng còn bự hơn nữa chứ bộ. Cái này vỏ một bao luôn. Cái này về chơi ra. Cho cha đem ớt con nữa nè. Thêm con nữa rồi kìa kha. Cho cha ớt đem bệnh ăn nè, bệnh Thảo nè, Dương Út nè. Không ai ăn, tao lấy hết cũng được. Thôi khỏi chia. Khỏi chia, phải tính gọn. Cũng chia cho Khang ít đi, đừng xa xôi nữa. Cho em nó đem bệnh. Cha đem đây bệnh cá, nó không được im. Im hết rồi. Con này con gì này nó giữ nè. Đó, rồi con này trắng tươi rồi. Rồi rồi. Con này con là con cách đại thượng. Con này là đầu đàn nãy giờ nè. Đầu đàn. Ồ con cá thầy á. Trắng phao. Cá này rất hồi về có ấy thì mày nấu con chua hiện mới mong chụp mong chu đũa đó. Đem lên nó nở cái mít cái tô luôn á. Con cá. Cá quá trời ngon rồi. Thiệt ơi. Cá này cả nửa ký hả? Cái gì? Cá này cần trên 1 ký. Một ký ăn lên á. Cá nãy là 700 gram, cá này phải trên. Cá này gấp đôi cá con nãy. Con cá này mà cân dưới rớt 1 ký chịu diễn chịu luôn. Mày con này cá cái hả anh Thảo? Cái này con cá cái nè. Cái đực, cái đuôi nó hồng kìa. Cái này sao thấy cái mình nó trắng hơn mấy con nãy. Mình thấy cái đuôi với em tao cái đuôi nè. Cá đó là cá đó. Cá đó lai Mỹ đó. Ồ bự đủ cái này. Thiên lưới này. Từ từ nói nổi nữa dùng ốp ơi, nó nổi lưng, nó lưng kìa, nói nữa dùng ốp ơi, nó mà kiếm cá để tao phân từ từ. Con này xấu trai quá, đen quá. Không, nó cũng vậy hả, cũng không có đen không đâu. Cá cái này giống anh đen chắc da chắc thịt cái này mà. Việc cá này đều đều không à, con nào cũng thấy đã gì đâu, không thả ăn lượt mà. Thì tao thả cái đâu. Người nào cũng nhìn thả cho anh trời. Ai thả thả anh em mình bắt hả anh Thảo? Anh em mình bắt ai thả đi trời đi. Có con không biết. Đâu. Đúng. Nó trắng tươi nữa nè. Ở ngoài kia con thấy còn tim nữa kìa nghe vô cốt. Chưa vô cốt từ từ nó mới. Con bắt cá không kịp. Ngoài con thấy còn tim nữa đó. Bắt cá không kịp nè. Nó sôi tim mấy rồi. Ngọc đường luôn rồi. Mày nhăn lấy bắt cá giờ Út mà thấy Út mày la chết. Dạ. Tao khả là mày bắt nghe chết, thấy nó la chết luôn. Đừng cho nó la, đừng cho nó hay nghe. Ừ, trời ơi. Trời ơi. Con cá này. Mặn con cá hồi nãy luôn rồi. Trời nó mặn kìa. Cái tượng. Mày uống nu rồi. Vô luôn rồi trời uống. Vậy? Nó gỉ á. Nó gỉ hết hồn. Gỉ chút nữa. Chút nữa dâng xuống đây. Chút nữa dâng út bực nữa. Con theo luôn á. Con cá đầu quá đầu luôn. Con cá bằng đấy rồi ơi. Con cá đó mà xảy rồi. Cá đó mà xảy rồi thôi. Mày đi về giùm tao trước đi. Bung 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 lại. Con này con trắng nó lặn gặp á. Ừ, con bự nữa lặn gặp đó. Con kia dính trước, con này buồn dính theo. Tới nữa nè. Nó nên đi lìa tên trời. Con nói tim lên mà Dũng Út không tin. Dưỡng Út sao cãi con hoài. Thông cảm hay chưa, nắng chói Dưỡng Út nhìn không có thấy rõ. Mở đi thì biết lựng nó sao. Có đi về chiều có còn có cá cho mớ. Mày cha người ta mẹ nhà rồi cá đem về cho mẹ mớ. Đúng. Rồi nửa vỏ rồi. Cái gì nửa vỏ. Nửa rồi. Nửa. Lia lịa luôn. Anh này cũng giữ rồi chứ không có thua với con nãy đâu nha.
mê thiệt quá, cá đang đàn anh chị không? Cái này vừa mốt tính tháng nào mấy cả thả cá lại vậy không? Cá tính qua cũng khẩm lớp cục vua xuống thả. Ý gì thiệt kìa trời. Thả chuyến này thả cái gì không? Người ta tính thả mớ cá trâu với cá chép cho tụi mày văng. Tụi mày lấy xuống đây tụi đập tụi mày bắt chết chết rồi. Cá phi tụi mày ăn được chứ cá chép chứ. Cá trâu đâu này nọ tụi mày chết. Đàn nó tiếu rồi, cớ rồi cái. Có ếch đâu trong quần mày nè. Vũ vũ ơi, nghe 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 nghe, nó rối nuôi đó. Cá dưới nước luôn á, mà nó cái gọng dưới nước luôn mà biết nặng luôn á ha. Gần đầy gọng rồi nè, thấy chưa? Nè em coi nè, gần đầy gọng rồi nè. Thấy chưa? Hôm qua trời ngủ dở, ngủ hai dở nổi luôn á ha. Chứ giờ tính con cho bảy lạng giống như vậy. Cá nhảy nó rối trong đó. Giờ hút nãy tính con bảy lạng thôi, nãy giờ là nhiều lắm. Hết rồi. Giờ cuốn xong rồi giờ mình lên ăn cơm anh Thảo ơi. Lên đi chắc cơm. Đi mua cơm ăn quá, hồi sáng này không có đem cơm. Em tính là đi về đặng mà mình đem kiếm cá về ăn, buông cái này ra nhỉ. Kiếm cá về làm cơm ăn mà cái giấc này cũng trễ giờ quá rồi cả nhà. Giờ chắc tụi em đi mua cơm hộp ăn. Rồi vậy mình lên cho cả nhà coi cá luôn thôi. Dạ. Này về em Vinh lên mấy đứa đi cả nhà. Mấy đứa nó mỏi à. Lên đây nè. Trong cái trống này. Vậy mình đổ cho chỗ này đi, chịu đó. Đổ ra đi. Chỗ này nó dễ nè. Đổ ra cho cả nhà dễ thấy đi. Nhớ chưa? Trong nó khó thấy. Quá trời. À, kỹ rồi. Cái thằng nhảy Vũ. Rồi, thôi, cho vô lại Vũ đi. Rồi, bắt vô lại đây Vũ. Quá trời. Cái nè. Quá trời. Đây còn lũ quá trời ha. Đang để coi coi. 1 2 3 4 5 6 rồi 7 8 9 10 11 12 13 14 dầm 16 17 18 9 20 21 22. Rồi, đường táo gì trời. Có con này là bự nhất. Rồi tới giao thừa luôn. Đến tới gần tới đường tám gì trời luôn. Cũng vẫn chưa hết cá nữa chứ. Ngày mà hồi sớm á, mấy anh em đi á, giấc này cũng chưa quá rồi. Giờ về nhà làm cơm ăn kịp. Thôi giờ em chạy ra tiệm á, em mua 4 hộp cơm này vô mấy anh em ăn luôn cái đặng mà về luôn cả nhà. Chứ giấc này chưa trễ dữ lắm rồi. Vừa uống này. Vừa uống này. Ok. Có ấy rồi coi. Cá nước mắm này thịt kinh quá hả? Cái mặn à. Có canh hữu qua nữa hả? Nước mắm này. Để trong hộp nó hơi đổ tháo. Đúng rồi, này cả nhà thông cảm đi. Mình thử bọc đưa đi đặng hồi có gì cái mình gom lại. Gom gác lại hồi bỏ bọc đó. Ha, chuẩn bị máy vô ăn luôn ha. Dạ. Con này nó ngon quá. Nhớ cần nước mắm nữa anh. Không. Thì nhiều lúc cũng phải chia muỗng ra chứ nhiều lúc chồng nó lấy muỗng hết rồi ở đây con đâu có muỗng đâu. Nhớ ăn hai cái muỗng. Cái gì là hai cái nè, thấy không? Mình xin muỗng thì nắp nha. Nắp xinh này ai trong tay chồng im nha, nước tràn bờ đê. Rồi đi ăn luôn khai rồi dạ anh ăn trước đây một chút không bà Phước mở mà dẹn cơm phù hộ cho tụi con anh em tụi con làm ăn mạnh giỏi khỏe tay khỏe chân nha. Mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Không thả mời nó dùng cơm chưa. Mời hiện với mời hốt cơm ha. Dạ con. Mời cha ăn cơm luôn nha khách. Dạ ăn cơm luôn nha. Cơm mua thịt nấu ngon quá trời ngon quá. Ngon. Ăn hai hộp nữa mà. Thịt nó ướp rau quá ha.
nếu ngon để mai mốt nấu phân cơm trưa chạy hôm đây không mua không không ngon hả không ngon thiệt ngon ha thịt nướng với lại có cái chị mà bán quán ngay đầu đường á quá trời đó bán đắt thấy sợ luôn 10-11 rưỡi là bán tới 9 giờ sáng. Ừ, nhớ cũng ngon. Cậu nướng thịt thiệt ngon, nướng cậu mình nó gà hết chứ ha. Qua này học miếng canh khổ qua thôi mà sao không thấy qua mà thấy cũng còn khổ hoài. Ủa nó không chịu qua hả? Dạ chứ lâu lâu mình đi ra đồng ra ruộng đồ ăn cơm vậy mà ngon hơn ở nhà hết. Ra đồng ăn cơm là lúc nào thấy cũng im hết trơn, ăn có như nào cũng ngon miệng hết. Nhưng mà tại cái bữa này tại cái điểm này làm nó ngon thiệt. Sắp hết rồi luôn. Biết nào mình ớt thịt mình nướng được vậy ha. Ngon rồi chứ. Sáng nãy dân dân giọng ăn cơm xong mà dân giọng ngủ hết rồi. Thay dựng máy vô ăn luôn cưng. Rồi dạ. Rát nước này đi. Bị đục trái hả? Đây này cũng chết chứ. Mày lo mày chim đi lắm. Vô nó bụt cái này. Mày chim lắm họ tăng hết à. Vô lại đi. Cho nằm chim nó sẽ làm lại. Công đoạn anh Thảo quá hay. Quá hay. Quá kẹt tình anh Thảo ơi. Ngoài đồng người ruộng rồi gắn nha. Phải thích như hoàn cảnh không? Tính ra mai mốt mình có xuống đây á, mình đang có giỏ cơm thôi nữa. Cơm chỗ này mới ngon, nóng ngon được. Ừ. Ngon quá. Cũng nên kêu mình chở cơm theo rồi cái khỏi cần đem đồ ăn vớt xuống đây giăng lưới rồi cái đem cá lên nướng ăn luôn. Đó. Ừ. Đúng rồi. Tại sáng anh đi đó, đâu có tính là đem cơm theo. Nếu mà dở cơm theo là dở rồi. Tính xuống đây mình kiếm cá cái đem về cái mình chế biến gì đó, mình ở nhà mình ăn. Nhưng mà dắt là chưa quá rồi về không kịp. Về tới nhà là tới chiều. Hôm qua hầm cả nhà ngon quá. Cho nên còn phải làm cơm nước ăn nữa. Mình đi xa ăn lỡ gì. Ở bà bán cơm là có tâm nè. Có bán ở qua giòn thịt không? Thịt nó dễ tắt à. Ăn thiệt là ngon. Nó ngon cục. Cái này bà biết thương người lao động. Bán người nãy thấy người lao động không à. Mà cái nhà ăn cơm luôn nha cái nhà. Phải rồi. Mình tới. Ta hiểu một xa rồi.
Hai bình nó mắm phải rồi. Nói gì quên, quên. Anh Phẩm đâu không biết cái gì đâu. Biết gì đâu. Biết. Thấy sao không biết mắm vợ bà chết bình thường. Muốn mắm vợ không? Ngon lắm. Cục phòng cục xương này cũng rất ngon lành à. Cho mắm mắm thêm không? Ừ. Nước mắm kia trong bực nè. Úp. Căng ăn khỏi ăn canh. Tiếp con này rồi. Thịt gâm ăn ớt vừa ăn ngon. Ừ. Mà thịt nó mềm nữa. Ừ. Thịt ngon thịt ra. Nó mềm vừa ngon, về đi. Thế vậy chứ mình lại mình coi. Mình cho ớt, ớt không giờ đủ đồ. Lúc nào cũng phải ớt còn thiếu món hay món. Đó rồi. Mình đi là người ta mới cho vô. Cái chơi là quan trọng nhất là ướp thôi. Ừ. Thịt nước quan trọng lắm à. Cái thịt thì ai cũng lựa như nhau phải không? Ngầu quá. Ngầu quá hết rồi. Quá ngon. Thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quý báu ra để mà xem clip ủng hộ anh em tụi em. Thôi giờ tụi em ăn cơm cũng xong rồi, giờ tụi em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. 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 Bye.